nó có hai vấn đề. Một là mình phải di chuyển làm sao để vào được trong thành phố Nha Trang. Thứ hai là tối nay mình sẽ ngủ ở đâu đây? Hello anh em nhá, chào mừng anh em đến với channel của Xế Tông 1. Thì cách đây tầm 8 tháng, mình có ghé qua Nha Trang trên cái chuyến xuyên Việt của mình ấy. Thì sau khi ở thành phố đó 1-2 hôm, quá là đẹp đi. Và mình có một cái câu hỏi đặt ra là làm cách nào để mình không phải ở Hà Nội mà vẫn kiếm tiền được? Cái đấy rất quan trọng. Đại ý ấy, nó sẽ là làm thế nào để chúng ta ở được một thành phố gọi là mình thích mà vẫn có thể kiếm tiền được nhỉ? Quá là khó đúng không anh em? Vậy thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip vào Nha Trang anh em ạ. Mình sẽ gọi là sống ở đó này, thứ hai là làm việc ở đó này, sẽ phải đi tìm những công việc và đi tìm những cái mối quan hệ mới để xem là ở một cái thành phố mà mới lạ như vậy thì mình sẽ làm gì để sống và liệu rằng cái cuộc sống thực sự nó có tốt hơn không, nó có mới mẻ hơn không, thì chúng ta cùng tìm câu trả lời nhé. Và trước khi đi thì mình có một câu hỏi dành cho anh em là điều gì đang níu chân anh em tại những thành phố lớn như là Hà Nội, Sài Gòn, có thể là gia đình, mối quan hệ, rồi công việc, đúng không nào? Và rất mong anh em hãy comment bên dưới cho mình cái lý do mà anh em ở Hà Nội lâu đến như vậy, ở Sài Gòn lâu đến như vậy để làm gì. Comment bên dưới nhé và chúng ta cùng lên đường. Mình đang ở sân bay tầm 2:20 chiều. Thì chuyến bay của mình tầm 3:00 chiều thì mình bay rồi. Chuyến này đi thì mình mang khá nhiều đồ. Một là một cái laptop này. Cái laptop của mình thì gọi là máy chạm ấy, nó hơi nặng. Còn đây là cái túi đồ của mình, thì trong này gồm có cả sách vở này và quần áo với một cái túi đeo chéo này. Có một cái mình muốn show cho anh em nhá, nó là cái này. Màu xanh lá. Trong cái quá trình mình đi tìm việc làm ấy, nếu mà không có việc làm thì nó cũng là cái cứu ánh cho mình đúng không anh em? Áo màu xanh, ngày thì không mong nhiều, chắc chỉ tầm 2 lít. 2 lít thì không biết có đủ trả tiền trọ không nữa. Ok, để vào xem là mình sẽ gọi là thuê nhà kiểu gì, ra ngoài đi làm việc kiểu gì. Những công việc đầu tiên mình làm trong đấy là gì? Vừa nãy mà khi mà mình lên sân bay ấy, thì mình sử dụng một cái dịch vụ ô tô đón, gọi là lên máy bay xong rồi đón liên tỉnh. Có một website mình đặt trên đấy là Nội Bài liên tỉnh. Thì ví dụ ở Hà Đông lên ấy, thì thường nhá, nó tầm 200 đến 250 nghìn. Thì mình thấy nó rất là rẻ. Tại vì nếu mà anh em ở Hà Đông nhá, anh em đặt 2 bánh thì chắc nó phải tầm 150. Mỗi lần đi thì mình thấy có thêm một cái dịch vụ rất hay. Và hình như nhá, mình bị rò rỉ cái số điện thoại của mình như sao ấy. Mà từ hôm qua đến nay có rất nhiều nhá, ví dụ mình bay vào Cam Ranh, Nha Trang ấy, có rất nhiều người nhắn tin gọi là taxi đây, taxi đưa đón này. Đây, Nha Trang này, chào mừng bạn đến Nha Trang các thứ này, 500.000 này, 230.000 này. Rất nhiều. Mình lại chọn được một cái ghế rất đẹp. We'll be right back.
Ôi, mình trên sân bay. Trên máy bay. Mình muốn kiếm một cái ghế để nghỉ chân một chút. Mình đã có hai vấn đề. Một là mình phải di chuyển làm sao để vào được đến trong thành phố Nha Trang. Thứ hai là tối nay mình sẽ ngủ ở đâu đây, đúng không? Nếu mà anh em sẽ đi vào chuyến đi như của mình thì phải có hai vấn đề đó xảy ra. Và thật là may khi mà mình vẫn có một người bạn ở trong Nha Trang sẵn sàng gọi là đến đón mình, và tối nay mình sẽ được ngủ ở nhà bạn mình. Quá tuyệt vời. Đây là giá trị của gọi là những người bạn. Anh cho em hỏi chút là bây giờ bạn em đón em bằng xe máy, không biết em nên đợi ở đâu? Xe máy là nhưng mà ra chưa? Chắc là sắp ra. Thì nó ở đây cho chạy qua chỗ Hai Lan rồi. Đứng trước là chờ. À, vậy là đứng ở đây được luôn. Cảm ơn anh nhiều. Đây có một chỗ ngồi. Trông hơi hèn thế nhưng mà vẫn ngồi được. Tầm cũng phải 20 mùa, 20 mùa mới tới ạ. Ừ rồi, ok. Thôi để xíu cái đổ xong chúng ta đợi. Ông đang đứng ở đâu? Ờ... Highland. Highland rồi, ok. Thế nào? Trong đó luôn hả? Không, đứng ngoài rồi, đang ké rồi. Ok, sau tầm 20 phút thì bạn ấy đã đến đón mình. Giờ là tầm 6 giờ tối. Chúng ta sẽ di chuyển vào Nha Trang. 1 hour later. Mình đã đi bộ như này chắc phải đến cây số ấy. Cây số hoặc hơn cây số, cây rưỡi gì đấy. Trời ơi, mang theo đống đồ này, đi bộ mấy cây số rồi. Chặt dẻo có tay rồi đấy. Cái gì ấy, bế được quả mũ tận ở Đà Nẵng mà đây ông thần. hai anh em tầng đi phong bên kia là Cam Ranh. Ủa vậy tầng 2 đâu? Tầng 2 bên kia có tầng 2 mà. Tức là bên kia có tầng 2. Bên kia là căn chợ tầng sân bay quốc tế có tầng 2 luôn. Ừ, phải tính ra ta đứng ở đây. Lầu đó mời xong rồi ta đi vòng mãi. Ok, chúng ta đi về nhà. Anh em nhớ ai đây không? Có nhớ ai đây không? Mình vào Đà Nẵng nhá. Cũng bạn này đón. Thế nào Đà Nẵng bạn này đón. Bây giờ vào Nha Trang thì kia thế không mày ở đây luôn. Bó tay. Trời, nhà xịn vậy. Ok, mình sẽ review cho anh em gọi là một cái nhà trọ bên Nha Trang. Hồi trước review cho anh em một cái ở bên Đà Nẵng rồi đúng không? Anh em sắp rồi đúng không? Ok, thử vào xem nhà có gì nhé. Luôn luôn có chỗ đổi xe. Mình đang ở phòng trọ gọi là triệu đô của Đức đây. Phòng trọ lúc nào trông cũng rất là sạch sẽ, mà mình có cảm tưởng nó hơi nhỏ hơn so với bên Đà Nẵng. Nhưng mà phòng trọ này nó tầm 2 triệu anh em nhé. 2 triệu thì sẽ có giường, tủ, điều hòa, nóng lạnh, rồi có cả máy giặt, có cả bếp bên ngoài cơ. Lát nữa mình sẽ cho anh em xem bếp bên ngoài như nào. Và đằng bên này sẽ có gọi là phơi, trong này là nhà vệ sinh. Nó rất là rộng và Đức thì ở rất là sạch sẽ anh em ạ. Tiếp theo là ngoài này là gọi là nơi sinh hoạt chung anh em ạ. Nó sẽ có một cái bàn ăn này, mình khá ưng cái bàn này. Rồi tủ lạnh này, hai bếp này, double bếp, máy giặt. Bên kia sẽ có hai phòng nữa và ba phòng sẽ sinh hoạt chung vào một cái không gian như thế này. Mình thấy khá là ưng ý. Và ở chỗ này nha, không phải là ở rìa đâu anh em ạ, mà nó cũng gần, rất là gần trung tâm ấy, gần bệnh viện này, trường học này. Và di chuyển, nếu mà di chuyển khéo thì tầm 1 cây số anh em ra biển. Tối anh em có thể gọi là chạy bộ ra biển, gọi là tắm xong rồi về cũng được. Ok, khi mà đến một cái vùng đất mới mà muốn kiếm tiền được ở đây thì mình sẽ gọi là phải áp dụng lại những cái kỹ năng. Những kỹ năng mình đã gọi là thành thục và mình đang kiếm được tiền từ ví dụ như Hà Nội. Thứ nhất là mình biết chạy xe ôm, biết xem map là hai, tức là hai cái này đúng không? Anh em có thể biết xem map, anh em ở đâu anh em có thể kiếm được, ví dụ Đà Nẵng rồi Nha Trang, có thể Phú Quốc, có thể trong Sài Gòn, anh em đều có thể gọi là chạy xe và kiếm được thêm thu nhập. Đây là cái trước mắt. Đấy, cái thứ hai là một cái mình cũng đang muốn làm nhưng mà mình phải đang xem xét đã, là
Mình thì hiện tại mình đang vận hành một cái shop online anh em nhé. Tức là cũng có kinh nghiệm để vận hành một cái shop online, nó ra lời rồi. Đấy, thì để xem nào. Có thể mình sẽ đi tìm những cái nguồn hàng ở trong nhà trang này và thương mại điện tử hóa nó. Đấy, hoặc là mình sẽ đi xem dọc bờ biển rồi những cái nơi đông đúc xem mà có những cái cơ hội gì không để mà mình có thể làm việc và áp dụng đúng những cái kỹ năng mà mình đang có. Ví dụ như là có thể đi xem nhà. Mình năm ngoái mình xem nhà rất nhiều anh em nhé. Mình thuê nhà rất nhiều và phải trả giá rất nhiều. Đấy, set up cửa hàng các thứ thì mình cũng có kinh nghiệm rồi. Và trước mắt mình phải chạy xe ôm đã để gọi là có tiền trang trải sống. Hiện tại thì cũng đến giờ ăn cơm rồi. Hôm nay mình có nói với Đức là anh em mình đi làm tí nhậu nhỉ? Làm tí nhậu. Hôm nào gặp Đức vào cũng nhậu ở Đà Nẵng, hôm nào cũng vậy. Đức thiếu cạ nên là ok, anh em ra gọi là xem quán bia ở Nha Trang nó như thế nào, xem uống được không. Ok, let's go. Anh em có thể thấy điều kỳ diệu của máy bay. Sáng nay mình còn đang ở Hà Nội đúng không nào? Còn bây giờ mình đang ở Nha Trang và đi tìm quán nhậu để... quá là kỳ diệu anh em ạ, máy bay quá kỳ diệu. Ok, lần này anh em tôi không định dân dã nữa. Anh em tôi vào gọi là beer house, ngôi nhà bia. Trong này sẽ có một cái món rất là đặc biệt là... Bia đen nhỉ? Vâng, bia đen thành phần chính là gì anh? Thành phần chính là lúa mạch. Về sao nó có màu đen này? Bởi em rang đấy. Là màu vàng thì mình để nguyên chất là màu vàng ấy. Vâng. Vàng khét lên. Vàng khét lên đấy, vàng khét lên. Vâng. Nó sẽ có hơi có vị cà phê. Vâng, vâng, vâng. Để em chuyển nước thứ này. Uống là chắc tỉnh ngủ quá. Okay. Ồ, nó có vị cà phê thật á. Có vị đắng đúng không? Đúng rồi, đắng đắng. Đây là món gì hả bạn? Khổ qua dăm bông hả? Tức là đây là đá mà sao lại dăm bông? À, dăm bông ở đây hả? Thì bây giờ ăn là lấy cái này như này xong rồi ăn đúng không? Quá đỉnh, lần đầu tiên ăn ở đây. Tức là cái này nó ăn cả đá anh em ạ? Không, ăn mỗi khổ qua thôi, không ăn đá. Bạn ơi, có ăn đá không? Không ăn đá. Không ăn đá. À, tức là bỏ đá đúng không? Ok. Rồi, bỏ hết vào miệng. Chắc chắn mấy ông miền Tây nghĩ là cái trò này. À, đúng rồi đó. Miền Tây nghĩ trò này đó. Sao? Có nhận hương vị sao? Rồi, ngốt nữa. Ê, hợp lắm này. Đúng không? Hợp lắm rồi đó. Bắt vị đúng không? Lạ nhưng mà kiểu như ăn hơi bị... Cảm giác cái gì? Lúc đắng này nó cũng không đắng nữa. Khổ qua đấy. Ừ. Cho... Okay. Mình sẽ chấm bao nhiêu? 9 điểm. Mình gọi một cái combo tức là 50k nhá, sẽ được 3 cái loại bia anh em ạ. 3 cái loại bia này. Có cái đen này mình nghĩ là anh em nên thử nhiều nhất. Cái đen này cái vị nó khác rõ mà nó đặc trưng luôn đấy. Ok. Cho anh em ra nhậu thôi. Về. Đây cắt mà được không ạ? Sợ. Ngoài đỉnh nhất đấy. Ngoài món miền Tây đúng không? Không biết luôn hả? Ô vậy là làm thêm hả? Dạ em là chưa em mới vô. Cấp 3 đi làm thêm đúng không? Dạ đúng rồi. Là làm hè thôi hả? Dạ đúng rồi. Anh trêu ơi vui nhá. Dạ. Ừ, cảm ơn. Cảm ơn ạ. Ừ. Anh cảm ơn nhá. Đây, đây. Gần như là trung tâm của Đà Nẵng, à nhầm, trung tâm của Nha Trang anh em ạ. Đây là chợ đêm này và quảng trường, quá là đông người luôn, mình không thể tin nổi. Chắc giờ này nhá mà anh em tele về phía gọi là nhà hát lớn của Hà Nội cũng không thể nhiều người như này được, quá nhiều người luôn đấy. Bây giờ hiện tại là tầm 10 giờ đêm anh em ạ. Anh em có thể nhìn nhá. Bên này là bờ biển. Và đây là cái ngày đầu tiên mình đặt chân đến Nha Trang cho một cái dự án gọi là kiếm tiền tại Nha Trang.
không biết là mình có sống nổi không. Ngày mai hoặc ngày kia thì mình sẽ phải kiếm công việc, có thể là chạy xe ôm, có thể là anh em gì không, có rất nhiều thứ có thể kiếm được ở đây, rất đông người. Có thể mình sẽ mua 100 cái giày patin và cho thuê lại hay là một ý tưởng gì khác. Thì nói chung là anh em hãy follow kênh của mình để xem cái hành trình tiếp theo của mình làm như thế nào để mà có tiền trang trải, có tiền kiếm tiền được ở Nha Trang là bằng cách nào, đúng không nào anh em. Mà nếu mà quan tâm thì để lại bình luận bên dưới nhá, và có ý tưởng gì hay hãy gợi ý cho mình để mình thực hiện. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn lại anh em ở những video lần sau.